Yeah, chào mừng tất cả các bạn đã đến với kênh vlog của Bình Bồng Bự. Các bạn thân mến, ngày hôm nay thì mình đang có mặt ở Phú Quốc. Và có mặt Phú Quốc ngày hôm nay làm gì? Như các bạn biết là mình đã đặt cho mình trong thời gian 3 tháng mình sẽ đạt được bước 1, đó là 1.000 sub. Và ngày hôm nay con số đó là ta-da. Ngày hôm nay mình sẽ tới Phú Quốc để ăn mừng với số sub là 1.390 mấy sub. Đó, hy vọng là trong thời gian sắp tới mình sẽ chinh phục được con số 10.000 sub. Và xin được cảm ơn những người đã support mình, những người đã cùng đồng hành mình trong thời gian vừa qua. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng đi ăn sập Phú Quốc nào, xin mời. Dạ các bạn thân mến, đi ăn với Phú Quốc với Bình ngày hôm nay, mình đang có mặt ở resort Hòa Bình Phú Quốc. Không chỉ có một mình Bình đâu, mình đi cùng với một người nữa. Và đây là lần đầu tiên sau 8 năm. Lần đầu tiên trong 8 năm mình với bạn ốm mới đi Phú Quốc chung với nhau. Yes. Cùng đến với người nào nha các bạn nha. Ok. Yes. This her. Thì bạn ấy sẽ chở mình các bạn. Go. Đi đàng hoàng nha. Yeah, tôi đây các bạn nha. Tôi đi ăn bún quậy. Yeah. Tới Phú Quốc là lúc nào cũng phải ăn bún quậy các bạn. Xin mời go. Bạn thân mến, yeah. Mập này sẽ em mình nó sẽ mần đồ chấm. What's your name? Đi xa xem mấy mình chưa? 10. Ok, ớt đầy đủ nha mọi nha. Biết làm không nha? Em làm tốt chứ. Đây là thành quả của tôi nha các bạn nha. Thành quả của tôi đó. Dạ các bạn thân mến, hiện tại thì mình đang có mặt ở quán bún quậy Kiến Xây. Một trong những quán rất là ngon ở Phú Quốc, nổi tiếng nha, mà không chỉ ở Phú Quốc đâu mà nó có nhiều chi nhánh lắm. Mình thấy ở Sài Gòn cũng có 3-4 cái chi nhánh của bún quậy nữa. Và ở Đà Nẵng cũng có bún món bún quậy. Nó để là bún quậy Bình Định mà tìm hoài, ăn hoài mà không thấy mở cửa. Ngộ vậy á. Xin mời. Vì 1.390 sub mình sẽ cố gắng ăn thật nhiều. Hôm nay là cảm ơn. Cái nước chấm này là mình tự làm nè các bạn. Đó, nước chấm này là mình tự làm. Mực nó béo chưa? Ngon lành nha. Tinh túy nằm trong này. Xuất sắc. Thiệt á, tới Phú Quốc phải ăn bún quậy các bạn. Mình tới lần nào mình cũng ăn hết á. Mới ăn cái đây hơn tháng giờ đã phải ăn tiếp rồi. Mà đâu có bún quậy cũng ăn hết. Hương vị biển ở đâu chứ thôi. Hương vị biển ở đây chứ đâu. Cảm giác sao cô hai? Tôi. Mọi thứ ngon đúng không? Đây cay. Ngon. Này tôm hả? Tôm này. Ồ, tôm nha. Đâu đâu, từ từ rồi. Giơ cao lên, giơ cao lên chút. Ok, thấy rồi, thấy rồi. Thấy tôm rồi, thấy tôm rồi. Đây là giả tôm. Yeah. Đà Nẵng đang lạnh, về đây cảm giác sao bạn? Nóng quá khó chịu chết được. Giờ bạn muốn làm gì ngay bây giờ? Tắm biển. Thôi, có mang đồ bơi không? Không mang đồ bơi rồi đi tắm biển. Giờ tối tắm nay biển đâu cần đồ bơi. Cả chuồng tắm hả? Không.
chứ gì. Thôi mình muốn tắm hồ bơi, nhưng mà mình có mang một cái quần đùi có thể tắm hồ bơi được. Yeah, các bạn thân mến, hiện tại thì con đường với những bậc tam cấp dẫn mình lên tới khu vực của Dinh Cậu, một trong những địa điểm du lịch tâm linh nổi tiếng tại Phú Quốc. Tới Phú Quốc là phải tới Dinh Cậu, và tới đây thì mình có thể thắp hương và mình cầu khấn những điều mà mình mong muốn. Và ở đây rất là linh thiêng luôn các bạn, một điểm rất là linh thiêng. Bên cạnh đó thì buổi chiều tà hoàng hôn cực kỳ đẹp khi mà ở trên Dinh Cậu nhìn xuống, cảnh đẹp lắm. Bên phía trước mình thấy có bàn thờ thiên, còn có Quan Âm. Đây là ngọn hải đăng Dinh Cậu để giúp tàu bè có thể di chuyển dễ dàng hơn. Không biết là Dinh Cậu xây từ bao đời, chỉ biết là khoảng thế kỷ thứ 17 là đã có dinh rồi, và người ta bắt đầu người ta thờ tự và rất là linh thiêng, án ngữ giống như bảo vệ cho người dân Phú Quốc vậy. Rồi, tạm biệt với Dinh Cậu, mình sẽ dẫn các bạn đến với một địa điểm đẹp, view đẹp, mọi thứ ok tuyệt vời luôn, đó chính là quán cà phê Chuồn Chuồn. Xa xa là mình thấy có quán cà phê Chuồn Chuồn rồi đúng không? Con đường này lên thì tương đối là hẹp và hơi bị dốc, nên tương đối là hơi khó đi một chút. Nhưng dù gì đi chăng nữa thì chúng ta cũng đã tới quán cà phê Chuồn Chuồn rồi các bạn. Rồi bây giờ mình vào tham quan nha. Ở đây view đẹp lắm, con người cũng đẹp nữa, mấy bạn phục vụ dễ thương lắm. Ok, quán cà phê Chuồn Chuồn được cái nó mắc các bạn. Nó mắc thiệt, gấp đôi, gấp ba Sài Gòn luôn. Một ly cà phê 90 ngàn. Nhưng xứng đáng nha, view đẹp, nhân viên phục vụ dễ thương, nhiệt tình, một cái không gian làm việc thoải mái luôn. Đó, xa xa là mình thấy thị trấn Dương Đông nha. Những cái khu vực ở ngoài là người ta ngồi hết trơn rồi, tại vì giấc này là giấc chiều rồi. Và giấc chiều thì ngay khu vực đó là ngắm hoàng hôn đẹp nhất. Yeah, chúng tôi, những con người của công việc. Ngày hôm nay chúng tôi sẽ đi chợ đêm. Đi chợ đêm để ăn mừng 1400 subscribe. Yeah. Các bạn thân mến, nãy giờ đi vòng vòng có người wow các bạn. Đây 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 đây. Đây này này. Pizza quá đói, quạo này, mặc quạo này. Đó, mặc quạo này các bạn. Ok. Giả bộ cười vậy thôi chứ cho được trong quạo á. Trốn đất liền ra ngoài đảo, có nghiện ngoài đảo chưa? Dạ gần có anh. Có quen ai chưa? Dạ chưa. Em mới ra đây được 1 tháng mà. Dạ. Dạ. Em mình các bạn từ đất liền ra ngoài đảo sống, giờ thành chúa đảo rồi. À, đất liền không sống, thích sống ngoài đảo hơn. Mà khí hậu ngoài này dễ chịu hơn nhiều. Dạ, khí hậu ngoài nó dễ chịu. Ok. Hôm nay là ăn mừng 1400 subscribe sau 2 tháng.
Dạ. Ăn thôi các bạn. Quán này là hồi xưa thời mình còn đi làm hướng dẫn viên á là mình ăn từ hồi đó giờ. Nên là mỗi lần nào ra cũng ghé đây hết á. Ồ, vô. Chúc mừng ngàn tư sức bé. Vô. Lặng ngồi đã, má vô Phú Quốc đang mừng ngàn tư sức nha. Cái này có hỏi là các bạn thân mến, sau khi ăn xong thì 1.400 suất rồi. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ mình trong suốt thời gian qua. Hẹn gặp lại trong những vlog lần sau. Xin chào.